nhiệm vụ của em là hàng ngày là lên công ty là giám sát nhân viên với đôn đốc nhân viên là làm việc. Với cả là khi mà bọn em được cấp trên quản lý với cả sếp giao nhiệm vụ cho thì bọn em sẽ thông báo là cho nhân viên trong tổ. Và nhiệm vụ thì sẽ có theo hàng ngày hoặc là tuần, tính theo tuần cũng có. Thì thường thường thì ngày thì các sếp sẽ đưa ra cái chỉ tiêu là mình sẽ một ngày sẽ đi kết bạn bao nhiêu người và đi tương tác bao nhiêu người. Và mình phải có khách hàng chat mới trong ngày bao nhiêu người. Thì chat là để mình tạo tình cảm với lòng tin đấy, để mục đích là để sau này là sẽ đưa đối phương vào trong cái ứng dụng để đầu tư. Thì nhiệm vụ thì thường thì theo ngày của nhân viên sẽ là tương tác kết bạn này, xong là sẽ có phải có hai khách hàng mới chat mới trong ngày. Xong là những khách hàng đấy thì thường thường là sẽ là những người mà người ta đơn thân, người mẹ đơn thân và những gia đình, những người nào mà người ta thiếu thốn tình cảm thì là sẽ nhân viên sẽ đi kết bạn với những người đấy làm quen để tạo lòng tin. Để mục đích là sau này khi tạo lòng tin đủ chín muồi rồi thì sẽ dẫn đối phương vào trong ứng dụng để đầu tư, ứng dụng khách sạn OIO. Thực tế thì cái ứng dụng đấy thì là do bên công ty người ta viết ra là để mục đích là để mình chiếm đoạt cái số tiền của người ta đầu tư vào trong đấy. Thì em quản lý là mình sẽ như em thì em sẽ quản lý chỉ tiêu của anh em được giao nhiệm vụ, xong rồi với cả là theo dõi là trong quá trình là nhân viên nói chuyện với khách hàng như thế nào. Nếu mà nhân viên nói chuyện với khách hàng mà chỗ nào không tốt thì bọn em sẽ là người nhắn tin và chỉnh sửa cho nhân viên để người ta nói chuyện ok hơn một chút. Có nghĩa là bọn em sẽ được giao cái tài liệu thì bọn em sẽ hướng dẫn nhân viên làm theo cái tài liệu mà cấp trên giao cho bọn em. Tài liệu đấy thì sẽ có những cái là thứ nhất là cái cách mà để đi tìm khách hàng ở những khu vực như thế nào. Và cái thứ hai là nó sẽ có là các bước quy trình là mình làm quen, chào hỏi khách như thế nào, làm quen như thế nào và để nói chuyện tâm sự như thế nào để cái tình cảm nó đi sâu hơn. Đi làm thì em cũng có áp lực ở cấp trên đè xuống, nếu mà em như kiểu tổ của em mà làm không đủ nhiệm vụ thì bọn em cũng sẽ bị phạt tiền. Thì em cũng sẽ phải giao ra những cái gọi là áp lực cho nhân viên là ví dụ như trong ngày mà mình làm việc mà một ngày mà mình không đi tương tác đủ hoặc là không đi kết bạn đủ hoặc là không có khách mới thì sẽ phạt hít đất. Thì hít đất thì ví dụ ngày đầu tiên thì có thể không có thì sẽ là 100 cái. Thì ngày thứ hai không có thì sẽ nhân 2 lên và ngày tiếp theo không có sẽ nhân 3 lên. Còn nếu mà về sau mà ví dụ như kiểu một thời gian dài có không có khách thì sẽ cấp trên người ta sẽ tự xử lý vấn đề đấy. Thu nhập của em ở bên đấy thì em thì lương cứng của em thì vẫn là 5.500 với cả là chuyên cần thì 500 tệ thì là tổng là 6.000 tệ. Thì với cả là sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng tổng doanh thu của cả đội trong tháng. Là nếu mà dưới doanh thu tổ mà dưới 50.000 đô thì sẽ là 1%. Thì trên 50.000 đô thì sẽ là 3%. Và em thì lúc đầu trước là em cũng sang bên Bokeo làm, nhưng mà em làm pulley ở ngoài ấy, thì quen được một bạn. Thì bạn ấy có liên hệ và nói chuyện với em là qua Tết là sẽ mở một công ty riêng nên là gọi em sang làm cùng. Thế đó. Thì mới đầu sang thì em cũng làm việc như kiểu nhân viên bình thường thôi. Thì sang thì vì người ta muốn lúc đầu thì mình cũng biết là công việc nó không tốt, nhưng mà vì người ta muốn giữ mình lại thì người ta đưa cho mình một số cái gọi là lợi nhuận các thứ như kiểu là chức vụ quản lý này kia để giữ chân mình lại, để mình lại làm việc cho người ta. Vì mình đã sang đấy làm, thứ nhất là bút xa gà chết rồi, bọn em ký hợp đồng rồi. Thì bây giờ mà bọn em muốn về thì bọn em cũng phải đền hợp đồng mất 70 triệu. Nên là mình gọi là cũng đường cùng thì mình cũng phải ở lại làm thôi. Giờ mà đi ra ngoài thì bọn em cũng không được đi ra ngoài. Nếu mà đi ra ngoài người ta sợ mình trốn, với cả mà bọn em mà muốn về thì bọn em cũng phải đền hợp đồng 2 vạn là 70 triệu. Em được tổ trưởng và quản lý giao cho những Facebook ảo để đi nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam. Mới đầu thì nói chuyện bình thường thôi ạ. Hỏi tên rồi là năm sinh, quê quán để cho nhau biết về nhau. Rồi về sau thì
hỏi vào sâu hơn nữa thì quan tâm về cuộc sống của nhau. Rồi nếu mà thường thường thì bọn em sẽ nói về, hay nói người thiếu thốn tình cảm ấy, thì sẽ dễ vào câu chuyện hơn. Rồi thì nói vào tình cảm rồi, khi được khách tin tưởng rồi thì sẽ dẫn khách vào mua phòng. Mình giả danh là những doanh nhân thành đạt, đẹp trai, giàu có, những hình ảnh đi ăn đi chơi, rồi là công việc. Khi mà mình mà để mà thuyết phục được người ta thì mình có cái bí quyết gì không, hay là từ bản thân mình, hay là theo một cái kịch bản nào? Theo kịch bản của quản lý đưa cho. Không, em nói lại cho anh rõ ràng cụ thể. Em nói đầy đủ với câu. Để lừa được người ta thì em bỏ những cái gì? Người ta sẽ cung cấp cho em cái gì? Facebook, ngoài Facebook ra không? Facebook và những cái kịch bản nói chuyện tình cảm với khách cũng là do quản lý đưa cho bọn em nói chuyện. Rồi những các bước tiếp theo cũng do quản lý và tổ trưởng dẫn dắt. Bọn em chỉ nói chuyện tình cảm thôi. Còn những các bước tiếp theo thì là do tổ trưởng với cả các sếp trên làm việc với nhau. Để dẫn cho khách vào tiền, cách mua phòng. Mua phòng thực tế là cái ứng dụng đấy là từ bên kia, từ Việt thôi đúng không? Phải là có thật đúng không? Không có thật. Em nói đây, Nguyễn Công nhận. Cái việc mua phòng khách sạn đó là một hình thức kinh doanh, nhưng mà thực tế là do cấp trên. Vâng. Đó, với hình thức kinh doanh đấy là không có thật. Đấy là do cấp trên cho bọn em để đi nói chuyện với khách, để cho khách mua phòng, nạp tiền và mua phòng. Thì sau khi mà mua phòng rồi thì tiếp theo là bọn em vẫn tiếp tục nói chuyện đúng không? Vâng, vẫn tiếp tục nói chuyện. Bọn em vẫn tiếp tục nói chuyện với khách, nếu mà khách có khả năng mua thêm phòng nữa thì chúng em vẫn nói chuyện, còn nếu mà không có khả năng nữa thì sẽ không cho rút tiền nữa. Số tiền tương giá được bao nhiêu? 3 triệu. Đến bao nhiêu? Đến bao nhiêu thì tùy vào khả năng của khách thôi ạ. Số tiền đầu tư mỗi phòng ít nhất là 3 triệu. Tùy theo khách muốn mua bao nhiêu phòng thì mua, mỗi phòng là 3 triệu. Lãi sẽ được 297. Trừ chi phí rút là tổng của tiền gốc và tiền lãi đi là 1% nữa. Em mới đầu được giới thiệu qua thì bảo là được hơn 5.000 nhân dân tệ. Nhưng mà em làm không có doanh thu ấy, bị phạt các kiểu, thì em cũng nhận được 2 tháng đầu là 4.000 nhân dân tệ. Em thật sự là em nhiều lần rất muốn về, nhưng mà người Trung Quốc họ nhốt lại, không cho đi ra ngoài khỏi tòa. Với cả tầng thì cao, nhảy xuống thì em không dám nhảy. Em cũng đã gọi điện và hỏi vay tiền để đến hợp đồng để về, nhưng mà không có ai cho vay. Cái hợp đồng ràng buộc của bọn em là thế nào? Em nói cho anh cụ thể thì người ta đến 70 triệu. Không, em nói rõ ràng cụ thể cái hợp đồng đó là ký giữa hai bên, giữa em với bên đội thực vật thế nào? Vâng, là ký giữa em với người Trung Quốc. Nội dung như nào em không rõ, chỉ biết là làm hết 10 tháng thì họ mới cho về, nhưng mà có trường hợp thì hết 10 tháng họ vẫn không cho về, còn bắt ký thêm lại. Nếu mà rồi là không ký thì phải đền hợp đồng, nhưng mà bọn em làm gì có tiền mà đền hợp đồng để về. Tiền ăn sữa cho con còn không có. Em có gia đình ở Việt Nam, có mấy con ạ? Em có 3. Có nghĩa là mình về thì mình đền hợp đồng bao nhiêu tiền? 70 triệu, rồi tiền giới thiệu nữa là cũng gần 100 triệu anh ạ. Em có thể nói cho anh biết cái cuộc sống của mình bên đó thế nào, môi trường sống, với phòng ốc, ăn uống, điều kiện sinh hoạt thế nào? Phòng cũng
có phòng ký túc cho ở. Em nói tổng thể đấy, người ta cho mình sống ở phòng như nào, nhân viên sống ở đâu thì điều kiện sinh hoạt thế nào? Sống ở phòng ký túc nó cũng tiền điện nước thì nó mình không phải lo, nhưng mà chi phí ngoài là mình phải lo, đồ dùng quán cá nhân của mình ấy, là mình phải lo hết. Còn ăn uống thì nó nuôi, nhưng mà thức ăn thì cũng cố phải ăn thôi anh ạ, không ăn thì không có sức, không đồ ôi thiêu ấy anh, không được. Nếu mà không có khách hàng tiềm năng để nói chuyện trong vòng 3 ngày thì sẽ bị trừ 100 nhân dân tệ, ngày thứ 2 sẽ trừ gấp đôi, rồi ngày thứ 3 sẽ trừ 500 nhân dân tệ, rồi sẽ cộng thêm chống đẩy nữa. Chống đẩy lần đầu tiên 100 cái, xong rồi lần thứ 2 200 cái. Nếu không làm được thì không làm được thì phạt tiền và chống đẩy. Bị đánh đâu? Bắt phải làm. Có bị đánh anh? Em đã bị đánh bao giờ chưa? Em chưa. Nhưng em đã chứng kiến được. Em chứng kiến những các bạn bị đánh rồi. Nó đánh dã man lắm anh ạ. Không đứng được, nó giăng hai tay hai chân ra xong nó đánh. Nó dùng cái dây điện nó đánh, dùng cái que gì mà bằng cao su. Vâng, bằng cao su á, nó đánh dã man, nó đánh không đi được, hôm sau không đi làm được thì nó lại bắt xuống đánh tiếp. Các bạn cũng muốn về lắm, nhiều tìm con đường để trốn về nhưng mà không về được. Nó bắt được, nó đánh gãy chân luôn á. Và những người mà bị đánh đó thông thường là nam hay nữ? Nam anh ạ. Em chỉ mong ước được về Việt Nam thôi. Em ở trong đó em áp lực lắm.